Chương 1 Mở đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong sân bay, một người đàn ông đứng ở trung tâm, điện thoại di động không ngừng gọi dãy số kia, nhưng mà đối phương vẫn luôn bận rộn, không cách nào nhận được, để cho phải anh gọi điện nhắn lại, người đàn ông hết sức giận giữ hướng về phía điện thoại di động rống giận, thần bảo nhi, em chẳng lẽ không biết hôm nay bổn thiếu gia phải ra nước ngoài sao? Không biết đi nước ngoài chính là 3 năm sao? Chết tiệt! em còn không đến sân bay. Nói xong, người đàn ông hung hăng cúp điện thoại, không khỏi khẽ nguyền rủ một tiếng, giận dữ nhìn bốn phía, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc bây giờ, đứng bên cạnh anh ta là một cô gái rất xinh đẹp, một thân váy công chúa kiểu dáng xinh đẹp làm nổi bật vẻ ưu nhã hạo, cô ấy không đến coi như xong, máy bay sắp cất cánh, chúng ta đi thôi. Lúc nói chuyện, loa phát thanh đã bắt đầu thông báo máy bay sắp cất cánh mọi người nắm bắt tin tức thời gian lên máy bay, chắc chắn điều này là lý do làm cho người đàn ông càng tức giận hơn. Anh hung hăng một cước đá cái ghế, nhìn cô gái bên cạnh một chút, có chút phiền phức mà chán ghét xoay người đi lên máy bay, mà giờ khắc này, khi bọn họ đi trong khoảnh khắc đó, thì cách đó không xa một bóng dáng nhỏ gầy từ sau cây cột bước ra, nhìn bóng lưng người đàn ông, cô cầm lấy điện thoại di động bấm. Gọi lại, nghe người đàn ông mới vừa nói, nước mắt nơi khóe mắt không nhìn được chảy xuống thiếu gia. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.